Không cần phải đợi đến khi được lên màn ảnh rộng thông qua bộ phim Black Panther, Wakanda đã vốn là một trong những vương quốc giả tưởng mang tính biểu tượng nhất của thế giới hoạt hình Marvel. Nhưng tới khi hình ảnh núi rừng và truyền thống châu Phi được vũ trụ điện ảnh Marvel MCU giới thiệu với công chúng trên toàn thế giới, Wakanda đã trở thành một biểu tượng đại chúng, một niềm tự hào của người dân lục địa đen. Nhưng liệu bạn có từng thắc mắc Wakanda sẽ vĩ đại ra sao nếu trở thành một quốc gia có thật, được đánh dấu trên bản đồ với công nghệ tân tiến và kim loại quý Vibranium? Liệu đất nước châu Phi này có thể nổi lên như một thế lực của thế giới đường đại, sánh ngang với Mỹ, châu Âu hay Nga, Nhật Bản, Trung Quốc? Nếu Wakanda có thật, câu hỏi đầu tiên sẽ là quê hương của T'Challa nằm ở đâu trên bản đồ? Về điều đó, chính nhà Marvel cũng chưa thể đưa ra những lý giải chuẩn xác. Theo quyển Atlas số 2, vương quốc này nằm ở vùng phía bắc hồ Turkana, nằm giữa các quốc gia Nam Sudan, Uganda, Kenya và Ethiopia. Đây cũng là bối cảnh mà bộ phim Black Panther đã lựa chọn. Nhưng theo tập 21 của Vol 3 truyện Fantastic Four, vương quốc nằm ở vùng phía bắc Tanzania, thậm chí là bao quanh toàn bộ vùng đất Wakanda. Bất kể nằm ở đâu, chúng ta đều có thể tưởng tượng được Wakanda là một quốc gia có hàng rào tự nhiên vững chắc, với những dạng núi không thể xuyên thủng ở phía bắc và phía tây, những khu rừng rậm rạp, đầm lầy ở phía nam và một cái hồ lớn ở phía đông. Có một vài điểm mà người ta có thể lọt vào trong mái vòm từ trường khổng lồ. Nhưng mỗi điểm trong số này được bảo vệ bởi một đơn vị đồn trú mà cuối cùng đã nở rộ thành các thành phố lớn. Cũng nhờ lợi thế của mẹ thiên nhiên, Wakanda có thể né tránh sự dòm ngó của các quốc gia phương Tây và công nghệ của họ. Sự hình thành của vương quốc Wakanda vốn là một truyền thuyết đầy trí tưởng tượng, ngay cả đối với một câu chuyện giả tưởng. Ban đầu đây là vùng đất của những mãnh thú được gọi là Originator. Sau đó con người nguyên thủy đến đây và chung sống hòa bình với quái thú, trước khi Originator nổi giận với cách họ khai thác tài nguyên thiên nhiên. Cuộc chiến lớn nổ ra với thiệt hại nặng nề thuộc về phần con người. Tuy nhiên nhờ có sự trợ giúp của vị thần mang tên Orisha, con người giành chiến thắng và mãi mãi cai trị vùng đất Wakanda. Nó trở thành một vương quốc và phát triển giống như bao nền văn minh cổ xưa khác. Nhưng không mất nhiều thời gian để một thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi xuống, hạ cánh ở Wakanda và tạo nên một vương quốc biểu tượng. Thiên thạch đó được đặt tên là Menangai, mang theo nguyên tố Vibranium. Trong truyện tranh, nhiều loại Vibranium khác nhau được tìm thấy ở Wakanda hấp thụ sóng âm thanh và các dao động khác, bao gồm cả động năng làm cho kim loại này mạnh hơn. Trong nhiều thế kỷ sau khi thiên thạch rơi xuống, năm bộ tộc đã chiếm lĩnh khu vực này và gây chiến tranh nhằm giành lấy thứ kim loại quý hiếm được họ gọi là Isifor. Một ngày nọ, Basenga, chiến binh Wakanda mạnh mẽ nhất, đã tiếp cận một cái cây bị đột biến do bức xạ của Vibranium. Khi phải ăn loại thảo mộc này, Basenga phát hiện ra mình đã thấm nhuần những khả năng siêu phàm và sử dụng chúng để thống nhất các bộ tộc với tư cách là vua đầu tiên của Wakanda và cũng là Black Panther, báo đen đời đầu. Bốn bộ lạc cam kết trung thành với Basenga và bộ lạc thứ năm, bộ lạc Jabari, từ chối tuân theo và định cư ở vùng núi phía bắc để tiếp tục lối sống mang tính truyền thống và nguyên thủy hơn. Trong khi phần còn lại của Wakanda tiếp tục phát triển thành một chế độ hiện đại hóa, dòng dõi của Basenga hình thành một bộ tộc mới thứ 6 có tên là Golden Thief. Hoàng tộc, bao gồm một dòng dõi hoàng tộc của ông, tiếp tục tồn tại cho đến tận ngày nay, điều hành vương quốc Wakanda. Trong quá trình phát triển của đất nước, người Wakanda đã sử dụng Vibranium để phát triển công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với bất kỳ công nghệ nào khác đã và đang tồn tại, để bảo vệ mình khỏi sự hỗn loạn đang dần tiêu diệt phần còn lại của thế giới. Hay nói đúng hơn là chủ nghĩa thực dân đang xâm chiếm các thuộc địa. Họ đã tạo ra một mái vòm khổng lồ để nấp dưới sự dòm ngó của các thế lực ngoại xâm, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, dù cho có kín đáo thế nào, Wakanda vẫn là chủ đề hấp dẫn với giới thám hiểm khi Vibranium bị buôn lậu nhỏ giọt sang tận châu Âu, châu Mỹ, mà chiếc khiên của Captain America chính là minh chứng sống. Hay thậm chí chính vua T'Chaka lỗi lạc cũng đã phải ngầm bán ra một ít Vibranium để đổi lấy vàng bạc cho quốc gia của mình. Chỉ một ít Vibranium đó có lẽ cũng đã trả hết nợ và nuôi sống nhiều quốc gia châu Phi đang tồn tại ngày nay. Các đặc tính thần bí của nguyên tố quý hiếm này khiến nó trở nên cực kỳ đắt đỏ. Và càng đắt đỏ hơn nữa khi tất cả trữ lượng đều gói gọn trong lãnh thổ của Wakanda. Theo tập 607 của Fantastic Four, Vibranium nguyên chất được bán lẻ với giá khoảng 10.000 đô la Mỹ 1 gram và các căn hầm của Wakanda chứa đến khoảng 10.000 tấn kim loại này. Chưa tính tới trữ lượng còn trong lòng đất, chỉ riêng Vibranium được khai thác không thôi cũng đã tạo nên ngân quỹ trị giá lên đến 90,7 nghìn tỷ đô la. Tony Stark có thể sở hữu vài căn nhà đẹp, mấy cái ô tô sang, mấy trăm bộ giáp, nhưng có lẽ đó chỉ là tép riu so với độ giàu có của T'Challa. Chỉ riêng trữ lượng khoáng sản của Wakanda đã ăn đứt GDP của toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại. Black Panther chưa chắc đã là siêu anh hùng mạnh nhất MCU,
nhưng chắc anh không ngán bất cứ ai trong trò đốt tiền để nấu cháo. Những đồng tiền đến từ Vibranium đã được vua T'Chaka tận dụng triệt để, đầu tư cho giáo dục để mọi cậu bé, cô bé đều có thể trở thành những thiên tài. Người Wakanda được gửi đi khắp những quốc gia tân tiến nhất để thu thập kiến thức trở về với vương quốc bí ẩn. Ngay cả con trai ông T'Challa được cho là đã có bằng tiến sĩ của Đại học Oxford. Dù những người trị vì Wakanda biết rõ giá trị của Vibranium và tất cả những gì mà nó có thể tạo nên, họ không bao giờ dựa trên hoàn toàn vào tài nguyên ấy để làm cho vương quốc của họ trở nên hùng mạnh. Thay vào đó, họ đặt trách nhiệm làm giàu đất nước vào tay người dân, khuyến khích triết lý đa dạng hóa và chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo Wakanda sẽ không bao giờ dựa vào một nguồn lực duy nhất để có thể tự đặt mình vào vị thế khiến các quốc gia khác phụ thuộc vào họ. Sự giàu có và công nghệ tân tiến đã biến Wakanda trở thành một quốc gia đi trước thời đại với đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại mà chúng ta được chứng kiến trong bộ phim Black Panther. Từ hệ thống tàu nam châm chứa đầy Vibranium cho tới công nghệ chữa lành vết đạn bắn chỉ sau một đêm. Những ngọn giáo đủ mạnh để đánh bay những chiếc ô tô hay chính mái vòm đủ mạnh để xé toạc bất cứ ai. Khi Thanos tới đánh chiếm nơi này, những con quái thú liều mạng hầu hết đã bỏ mạng khi chạm vào mái vòm. Nhưng đến khi T'Challa mở vòm biên giới, chúng đã đến đá đít từng siêu anh hùng một, cho tới khi một vị chúa tiền thò xuất hiện với cái rìu đủ sức đâm xuyên tim của Thanos. Với công nghệ siêu hiện đại, không nghi ngờ gì nữa, Wakanda sở hữu sức mạnh quốc phòng mạnh nhất. Trong tập 6 của series What If, khán giả được chiêm ngưỡng quân đội của đất nước này xử đẹp đội quân robot do hãng Stark chế tạo ra và họ chỉ dùng mũi giáo với khiên. Một điểm đáng chú ý trong quân đội của Wakanda là những Doja Milaje, đội quân toàn nữ làm vệ sĩ riêng cho nhà vua. Để đảm bảo hòa bình và ổn định ở Wakanda, Black Panther đã chọn lọc những người phụ nữ từ các bộ tộc đối thủ để có thể làm vệ sĩ riêng và những ông vua chưa lập hoàng hậu có thể chọn bất cứ cô gái nào trong đội quân vệ sĩ này làm vợ. Tức là phụ nữ từ mọi bộ tộc đều có cơ hội làm vợ vua. Điều đó giúp cho ông vua giữ mối giao hảo trong một quốc gia đa sắc tộc. Trong truyện tranh Marvel, Wakanda còn có hệ thống tình báo riêng, được gọi là Encharu Cinema, một mạng lưới gián điệp hoạt động trên toàn cầu để duy trì bí mật của quốc gia. Nó được so sánh và xuất sắc ngang với Mossad, cơ quan tình báo Israel và chắc chắn cân cả kèo CIA và MI6. Wakanda là một trong số ít nền văn minh Earth-616 có kế hoạch dự phòng để đối phó với Galactus, kẻ ăn thịt người của thế giới. Quốc gia giàu nhất thế giới, nền giáo dục tân tiến nhất, nền quốc phòng vĩ đại nhất và cả hệ thống tình báo có thể khiến người Mỹ và người Anh phải xấu hổ. Vậy đâu là lý do khiến Wakanda không nổi dậy và xâm chiếm những quốc gia khác, tận dụng công nghệ tiên tiến để trở thành một thế lực hùng mạnh? Đó là một câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra cho tác giả của những bộ truyện tranh, rằng ý tưởng nào đã khiến họ khiến một quốc gia đủ tiềm lực để thách thức mọi thế lực hàng đầu thế giới phải thu mình lại trong một lớp vỏ bọc từ trường. Cách mua truyện bí ẩn Ozone dễ nhất bằng WeScan. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà mình đã chia sẻ trên các hệ thống của bình luận viên Anh Quân. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản WeScan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản WeScan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt ghép có sẵn trên điện thoại như Safari, Internet. Sau đó bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail. Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua truyện dễ dàng theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa chỉ nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được bản pre-order đặc biệt của tập 1 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Chúc mọi người thành công!